Xin chào tất cả anh em, mình là Irene đến từ Coi68 Khi mà chúng ta nhắc đến danh sách của những sàn giao dịch tiền ảo lâu đời và uy tín ở trên thế giới thì không thể bỏ qua cái tên Bitfinex là một trong những sàn giao dịch tiền ảo có thâm niên cũng như là khối lượng giao dịch lớn nhất ở trong lịch sử thì không ngạc nhiên khi mà sàn giao dịch này thì được các nhà đầu tư ở trên thế giới sử dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên là đối với những nhà đầu tư ở Việt Nam hay là những cái nhà đầu tư mới thì uh, uh, sàn Bitfinex vẫn còn khá là xa lạ. Và chắc hẳn thì vẫn còn nhiều anh em bỡ ngỡ khi mà không biết là bắt đầu sử dụng sàn này từ đâu và liệu đây có phải một sàn giao dịch đáng tin cậy và phù hợp để anh em sử dụng khi mà tham gia vào thị trường crypto hay không. Và trong video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về sàn Bitfinex cũng như là cách sử dụng của sàn này và xem xem là sàn này có những ưu nhược điểm như thế nào và chúng ta có nên sử dụng sàn Bitfinex hay không nhé. Anh em lưu ý là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mọi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan về bitfinex bitfinex là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu và điều hành bởi ifinex In. Từ năm 2014 thì sàn Bitfinex đã trở thành nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm hơn 10% giao dịch trên toàn cầu. Ngoài ra thì Bitfinex còn cho phép bạn tham gia vào các giao dịch hoán đổi thanh khoản và giao dịch ký quỹ. Bitfinex thì được xem như là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới và còn được biết đến như là một sàn giao dịch có chi phí cực kỳ thấp, chỉ 0,1% đối với người tạo lệnh và 0,2% đối với người khớp lệnh. Tốc độ giao dịch thì nhanh chóng và có tính bảo mật cao, do có 99% tài sản của Bitfinex được lưu trữ ở trong ví lạnh tiếp theo thì về đội ngũ phát triển của sàn bitfinex thì được phát triển bởi nhiều chuyên gia ngành tài chính khác nhau đa năng hơn trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính ưu điểm của bitfinex là cho phép người dùng rút tiền một cách miễn phí và chỉ tính phí market hay là taker. bitfinex thì là nền tảng mua bán bitcoin litecoin dash ethereum một cách an toàn uy tín và được đông đảo các nhà đầu tư lựa chọn kể đến thì anh em hãy cùng erin đi tìm hiểu xem là bitfinex có những tính năng nổi bật nào Bitfinex thì là một sàn giao dịch hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử khác nhau và hiện tại thì có 3 chức năng chính. Đầu tiên là hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền. Ở đây thì sẽ hỗ trợ giao dịch ký quỹ, hỗ trợ thanh khoản là hoạt động cho vay hay là đòn bẩy tài chính cho người dùng. Bitfinex thì là một nền tảng có nhiều tính năng thuận lợi cho việc mua bán Bitcoin và các đồng tiền điện tử quan trọng khác. Khả năng hỗ trợ giao dịch nhiều đồng tiền khác nhau và số lượng tiền thì được chấp nhận giao dịch đang ngày càng tăng lên. Bitfinex thì cho phép giao dịch nhanh chóng rất nhiều các loại đồng tiền điện tử khác nhau. Thứ hai là giao dịch ký quỹ. Hiện tại thì Bitfinex đang hỗ trợ ở người dùng vay vốn gấp 3,3 lần số tiền ký quỹ của anh em và được cho vay bằng một người trader khác ở trên sàn bằng việc kết nối peer to peer. Anh em thì có thể vay một số tiền lớn hơn số tiền mà anh em đang có hay còn gọi là một dạng đòn bẩy tài chính với một mức lãi suất nhất định và thời gian vay cố định từ một người khác ở trên sàn. Hoặc là ngoài ra thì Bitfinex có thể tự động lựa chọn cho anh em một người cho vay với mức lãi suất tốt nhất tại thời điểm mà anh em lựa chọn vay cái đấy là tính năng cho vay vốn khi mà chúng ta có người đi vay thì cũng phải có người cho vay đúng không nào anh em có thể cho vay để hưởng lãi suất an toàn thay vì đầu tư rủi ro cao trong thị trường crypto anh em có thể tự động tiêu chỉnh thời gian cho vay cũng như là mức lãi suất mà anh em muốn hoặc là anh em có thể lựa chọn cho vay ngay lập tức ở mục flash return rate hay là FRR bên cạnh đó thì anh em cũng có thể thay đổi thông tin cho vay theo mong muốn trước khi mà tin cho vay của anh em hết hạn và cuối cùng là về tính năng tùy chỉnh giao diện của người dùng ở trên ứng dụng Ứng dụng của Bitfinex ở trên điện thoại thì sẽ giúp cho anh em giao dịch ký quỹ này, truy cập vào ví điện tử và chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác và có rất nhiều tính năng khác anh em có thể tải app để trải nghiệm thêm. Một điều nữa mà anh em trader thường quan tâm đó chính là mức phí giao dịch. Vậy nên bây giờ chúng ta hãy cùng xem xem là mức phí giao dịch của Bitfinex sẽ như thế nào nhé một số loại phí mà anh em cần quan tâm thì Irene sẽ để lên trên màn hình cho anh em à, Ví dụ ở đây là mức phí tạo lệnh giao dịch với khối lượng là 500.000 đô trong vòng 30 ngày thì sẽ là 0,1% này Ngoài ra thì mức phí khớp lệnh với khối lượng 500.000 đô trong vòng 30 ngày thì sẽ khoảng là 0,2% ờ, à, Mức phí đưa tiền vào sàn thì sẽ là 0% vân vân Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến một số mức phí khi mà chuyển các loại tiền điện tử Irene cũng sẽ để uh, chi tiết về các loại phí này trên màn hình cho anh em theo dõi thêm Hiện tại thì sàn Bitfinex đã hỗ trợ rất nhiều loại tiền điện tử ví dụ như là Bitcoin này, Ethereum này, Litecoin hay là XRP vân vân. Anh em có thể theo dõi thêm về các chi phí chuyển tiền này nhé. Và nếu như anh em quan tâm về mức phí giao dịch ký quỹ thì ở sàn Bitfinex mức phí này sẽ bao gồm mức phí của người cho vay là 15%. Mức phí của một người cho vay khi mà mở một giao dịch vay ẩn thì sẽ là 18%. Mức phí cho khoản vay được vay nhưng được hoàn lại và chưa được sử dụng, lãi suất thì sẽ là một ngày. Sau khi chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về sàn Bitfinex thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem cách đăng ký cũng như là giao dịch ở trên sàn Bitfinex như thế nào nhé. Đầu tiên để tạo được tài khoản của Bitfinex thì bước 1 anh em sẽ truy cập vào đường link ở bitfinex.com Irene sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả cho anh em Sau đó thì anh em chọn vào ô Open Account Bước 2 là anh em chọn tất cả các ô I understand và kéo xuống click vào chữ Process Bước 3 thì anh em sẽ điền đầy đủ thông tin, sau đó chọn Open Account. Kế đến sau khi đăng nhập vào email thì anh em ấn vào Confirm Email Address để xác nhận, sau đó thì login vào tài khoản ở trên Bitfinex của anh em. Sau khi đã tạo tài khoản xong thì anh em sẽ phải xác minh tài khoản hay là KYC. Ở Bitfinex thì anh em sẽ xác minh tài khoản như sau. Bước 1 sau khi đăng ký xong thì anh em sẽ đăng nhập vào tài khoản ở trên Bitfinex. Sau đó click vào All Verification. Bước 2 thì anh em nhấn chọn vào Begin Verification để bắt đầu xác minh tài khoản. Bước 3 thì khá là quan trọng, anh em sẽ cần phải tích chọn lại tài khoản phù hợp à, Ví dụ như là Individual Account là tài khoản cá nhân hoặc là Corporate Account là tài khoản doanh nghiệp Sau đó thì anh em chọn vào quốc tịch của anh em và tích chọn tất cả 6 lý do để xác minh Rồi ấn vào Continue để tiếp tục Bước 4 là anh em chọn lại tài khoản mà anh em vừa đăng ký và ấn Continue to Individual hoặc là Corporate Verification bước 5 thì hoàn thành đầy đủ năm yêu cầu của thủ tục xác minh về phần kyc này thì anh có hai tip cho anh em để anh em có thể kyc một cách nhanh hơn đầu tiên là tip thứ nhất thì anh em hãy ưu tiên chọn xác minh bằng hai loại giấy tờ bao gồm là passport nếu có hoặc là chứng minh nhân dân uh, căn cước công dân hoặc là bằng lái xe ở tip thứ hai thì nếu như không có passport hay là cung cấp các thông tin khác như là ở chứng minh địa chỉ, proof of address hoặc là hóa đơn tiện ích thì anh em nên khoanh vùng phần thông tin có chứa tên của anh em để AI hoặc là đội ngũ của Bitfinex có thể nhận diện dễ dàng hơn và KYC cho anh em nhanh hơn. Quá trình xác minh cho tài khoản Basic Plus thì dao động trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút. Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên thì anh em đã có thể bắt đầu nạp rút tiền và thực hiện các giao dịch đầu tiên ở trên Bitfinex. Một câu hỏi nữa mà anh tin là tất cả anh em đều quan tâm đó chính là sàn Bitfinex có đáng tin cậy để tham gia hay không? Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một sàn giao dịch crypto mới thì chắc hẳn là đều quan tâm đến vấn đề uy tín cũng như là độ thanh khoản của sàn. Tất nhiên thì giống như mọi sàn khác thì Bitfinex cũng có những thông tin lừa đảo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngay cả ở trong quá khứ thì sàn giao dịch này cũng đã hai lần bị tấn công bởi những vụ hack cao cấp. Vào tháng 8 năm 2016 thì sàn cũng bị hacker tấn công và mất khoảng 120.000 Bitcoin. Sau đó thì Bitfinex đã chuyển các địa chỉ ví online từ hot wallet sang địa chỉ ví offline là uh, cold wallet để đảm bảo an toàn cho người dùng. Mặc dù là bị tổn thất khá là nặng nề sau khi uh, gặp phải những vụ tấn công từ các hacker cao cấp, thế nhưng theo như Ari tìm hiểu thì Bitfinex vẫn luôn trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khối lượng cực kỳ lớn cùng với Bittrex này, Binance hay là Cryptopia. Và cuối tháng 4 năm 2017 thì Bitfinex đã hoàn thành việc bồi thường cho các khách hàng bị tổn thất và tính đến thời điểm hiện tại thì sàn giao dịch này chưa có bất kỳ thông tin nào chứng minh là có dấu hiệu lừa đảo cho nên là anh em có thể yên tâm tham gia. Tuy vậy thì sàn này cũng có một số tồn tại và hạn chế như sau. Đầu tiên là trang web chưa có hỗ trợ tiếng Việt cho nên là khi anh em tham gia thì sẽ phải sử dụng tiếng Anh hoặc là một số ngôn ngữ khác. Thứ hai là tiền gửi và rút tiền mất khá nhiều thời gian hơn so với các sàn giao dịch khác. Và thứ ba là vấn đề bảo mật vẫn cần nên cân nhắc vì trong quá khứ thì sàn này đã bị hack lên tới 2 lần. Và hạn chế cuối cùng là sàn cũng đã quyết định ngừng phục vụ khách hàng ở Mỹ kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Cho nên điều này cũng gây bất lợi cho một số anh em đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tuy có những điểm hạn chế trên, thế nhưng ở một ưu điểm lớn nhất của sàn Bitfinex cho đến ngày nay thì Bitfinex vẫn được biết đến như là một sàn giao dịch có mức phí giao dịch thấp nhất trên thế giới. Nếu như anh em giao dịch ít hơn 500 000 đô la thì chi phí giao dịch chỉ mất tầm khoảng từ 0.1 cho đến 0.2% và mức phí này thì còn giảm xuống gần như chỉ còn mức bằng 0 đối với những giao dịch trong vòng 30 ngày và lượng giao dịch qua mức là 7,5 triệu đô. Hy vọng là thông qua video vừa rồi anh em đã hiểu rõ hơn về sàn Bitfinex cũng như là những ưu nhược điểm của sàn cũng như là cách đăng ký và sử dụng sàn Bitfinex Anh em lưu ý là Bitfinex chỉ có duy nhất một official website duy nhất uh, là bitfinex.com, Irene sẽ để đường link ở phía bên dưới cho anh em Và nếu như anh em muốn đăng ký sàn thì cũng có thể truy cập vào đường link đó, Irene sẽ để bên dưới cho anh em ở phần comment cũng như là mô tả của video này và nếu như anh em gặp bất kỳ vấn đề nào khi mà đăng ký tài khoản cũng như là sử dụng sàn Bitfinex thì cũng có thể comment ở phía bên dưới hoặc là liên hệ với đội ngũ của Bitfinex khi mà gặp sự cố à, anh em có thể truy cập vào trang web support của Bitfinex thông qua đường link là bitfinex.com/gạch chéo support ngoài ra thì anh em cũng có thể tìm kiếm những uh, giải đáp cho nhiều vấn đề khác khi mà sử dụng sàn Bitfinex thông qua đường link mà Irene sẽ để ở phía dưới phần mô tả à, nếu như anh em đã sử dụng Bitfinex rồi thì cũng có thể comment cảm nhận cũng như là trải nghiệm của anh em khi sử dụng sàn này ở phía bên dưới phần comment cho những anh em khác cùng biết nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.